Bên cạnh các chính sách về lương, thưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhiều quy định liên quan đến bảo hiểm y tế cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Qua video sau, hãy cùng công ty luật ACC điểm qua những thông tin mới mà bạn có thể sẽ cần biết. Cùng theo dõi hết video nhé! 1. Liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế, khai sinh cho trẻ trên VNID. Cụ thể, theo Điều 6 Nghị định 63/2024-NĐ-CP, việc thực hiện liên thông điện tử cấp đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi có thể thực hiện online tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc trên ứng dụng VNID. Khi thực hiện trên ứng dụng VNID, cha, mẹ hoặc người thực hiện lựa chọn một dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử để nộp hồ sơ online và nộp lệ phí theo quy định, nếu có. Thời gian giải quyết nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Thời gian này có thể kéo dài đến không quá 5 ngày làm việc nếu cần phải xác minh thêm. Nếu tiếp nhận sau 15 giờ của ngày hôm đó thì thời gian được tính kể từ ngày làm việc tiếp theo. Trong đó, thời gian đăng ký khai sinh là ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, đăng ký thường trú trong không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử, và việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện trong không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 2. Tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước. Cùng với việc cấp liên thông thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên VNID, quy định mới về thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 còn liên quan đến loại giấy tờ tùy thân mới của người dân. Cụ thể, Điều 22 Luật Căn cước số 26/2023-QH15 nêu rõ, các thông tin được bổ sung vào thẻ căn cước gồm có thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước và được mã hóa. Các thông tin này phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cũng như các giấy tờ khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước cũng tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch khác. 3. Thay đổi mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế. Việc cải cách tiền lương nghĩa là sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở theo tinh thần của Nghị quyết 27/NQ-TVK năm 2018. Mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế đang căn cứ vào mức lương cơ sở. Hiện nay, vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về cách tính mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế thay thế, nhưng lý do thay đổi mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 do về thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế. Các mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế phụ thuộc vào mức lương cơ sở khi người tham gia bảo hiểm y tế thuộc các đối tượng sau đây. Bảo hiểm y tế của cán bộ công chức, viên chức, mức đóng bằng 1,5% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các loại phụ cấp. Bảo hiểm y tế của người hoạt động không chuyên trách, mức đóng bằng 1,5% mức lương cơ sở. Bảo hiểm y tế của hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức đóng tối đa bằng 30% nhân 4,5% nhân mức lương cơ sở. Bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên, mức đóng tối đa bằng 70% nhân 4,5% nhân lương cơ sở. Bảo hiểm y tế của hộ gia đình tùy vào số lượng thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng theo tháng sẽ tương đương như sau. Bảo hiểm y tế của người lao động, mức đóng bằng 20 tháng lương cơ sở. Về thay đổi mức hưởng bảo hiểm y tế, theo khoản 1 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 25/2008-QH12, mức hưởng bảo hiểm y tế cũng thay đổi do chính sách bãi bỏ mức lương cơ sở. Mức hưởng chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến khi thuộc đối tượng được thanh toán và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. 4. Thêm đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Căn cứ khoản 2 điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở số 30/2023-QH15, thêm một đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đối tượng này được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế theo mức mà Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Nếu người này đã tham gia bảo hiểm y tế nhưng bị ốm đau, tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ và đủ điều kiện hưởng thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm. Nếu chưa tham gia thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.